kêu quá quay đầu làm bờ đi. Rồi. Nếu không đi quay đầu làm bờ này tụi tôi xuống. Ừ. Tụi tôi xuống nói trước. Ừ. Là tôi báo chính quyền công an. Ừ. Nếu công an không mời báo lên thì tụi tôi ra tay. Ừ. Tụi tôi ra tay rồi đó, tụi tôi bên công an á, đừng trách tôi. Ừ. Đừng có mời tôi cũng dẫn lên. Ừ. Tôi cũng dẫn nói như vậy. Ừ. Nó nói anh ấy mời tôi lên tôi cũng dẫn nói như vậy. Ừ. Vậy thì tôi nói mấy anh vậy, mấy anh đưa tin cho bả vậy á, rồi nếu á bên cô kêu bả quay đầu là mờ đi. Ừ. Có gọi thì sao mày á, mình á còn người này người kia để thương mình nhớ bả làm gì quá đáng rồi, không được rồi. Ừ. Một cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh kêu bả là lẹ đi. Ừ. Cái giấy cái khớp cho anh Vũ ra. Ừ. Nếu bả làm đây như vậy, bả nói gì vậy á thì cái bản án của bả trồng chắc luôn, tôi nói anh vậy đó. Cái bản án bả trồng chắc luôn, trồng chắc chồng á, nói anh vậy đó. Dạ dạ. Nói như mình vậy á, như mình á, mình không làm gì sao mà sao ta nói mình được. Đúng rồi. Rồi á, tôi quýnh bà màu rồi, tôi quýnh con mãi luôn á. Thôi quýnh cơ bả rồi, quýnh con bả chi, quýnh bả con bả ta còn nhỏ có biết gì đâu, quýnh nó. Tôi quýnh vừa mẹ vừa con luôn. Anh đừng nói nhẹ, quýnh vừa mẹ vừa con lụa hết luôn ha, một lụa một ha. Quýnh vừa mẹ vừa con luôn ha. Tôi bây giờ tôi nói cho báo cho anh biết trước là thật thằng tùm lum tôi điện cho mấy thằng bạn tôi bên Trà Vinh. Ừ. Hai thằng. Ừ. Rồi anh Đồng Nai nó xuống nữa. Ừ. Đồng Nai nó bạn xuống nó còn nó hoạt mạng lên, nó có điện cho tôi chiều nay nè. Rồi. Nó bằng mạng anh chiều nay nó coi nè, rồi nó anh chuyển lại cô Tám, kêu cô Tám điện cho tôi liền. Nếu không điện cho tôi thì nó điện dưới cho tôi, nó hỏi tôi có hỏi chưa, và đợi cái tôn xuống á. Ừ. Tôi báo cho mấy anh biết trước vậy á, ông nói xuống làm tôi quánh bà còn chắc giòn cổ đó. Rồi rồi. Nó không gọi đó. Ừ. Nó điện tôi chịu á. Ừ. Nó bắt đầu ra tay đó, mấy anh không ra tay, nó tụi nó ra tay đó, nó âm thầm nó điều tra đó, mấy anh không có nói đâu. Vậy là mấy anh bạn của anh là đang âm thầm điều tra đấy ha. Ờ, ở trên Đồng Nai. Ừ. Nó xuống 4-5 thằng bên Trà Vinh. Ừ. Nó qua 4-5 thằng. Ừ. Rồi mụ mẹ nó lên 4-5 thằng nữa đó, coi chừng bả miền mình nữa đó, phải mồm. Ừ. Anh đâu. Ừ. Rồi tôi cản hộ mấy mày hại đó, mấy mày lên là công an không bảo mấy mày dân á, tôi cản nó lại đó, rồi đi chiều nay nè. Dạ, cản lại đó, tính chiều nay đi đấy ha. Rồi chiều nay bên cho mụ mẹ nó lên trước á, chứ chị Vinh nó qua đó, nó chẹt qua bên bên kia gần sát bên đó, chẹt qua tới mẹ nó rồi. Ừ. Đó, tôi báo cho anh mới trước, anh làm sao làm được cách sao mà anh điện cho kêu cô Tám mà điện cho tôi. Ừ. Điện cho tôi liền, đừng nói trò chuyện với bà, nếu mà không được thì tụi tôi toàn lên chặn mà nó này, nó dí chân rồi đó. Ừ. Dí rồi anh đứng đi không đi lỗ qua với ai, nó lỗ quanh ai, nó tắt bà đó, nó mới dí, nó kiếm bà đó đó. Nó quanh từ mẹ tới con luôn á. Ừ. Nó nói là thằng con mất hiếu á. Ừ. Nó nói cho anh hay gì đó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nói anh đi, anh làm khác nhà anh xuống dưới đi. Anh chờ chạy với cô Tám rồi đi. Dạ. Yeah. Cho cô Tám kêu điện cho tôi liền. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nó nói anh vậy đó nha. Dạ. Yeah. Rồi vậy thôi, nghe máy bay anh nha. Chưa mà máy bay vậy. Vậy bây giờ tôi nói anh vậy đó, vì bây giờ anh làm cách sao mà xuống dưới thẳng nhà bà Màu, nó yeah. Người Nhúc Trăng lên với Trà Vinh qua. Yeah. Bạn của người cái anh Nhúc Trăng đó. Yeah, yeah. Bạn của ảnh bên Trà Vinh với bụng Hiệp với hôm nay xuống nữa đó, không phải tôi chừng cái nhà bà không còn đó. Dạ, yeah. Anh xuống khoảng bao nhiêu người? Không biết, cái đường này nó còn xuống bao nhiêu người tôi cũng không biết nữa, nó chưa, nó không chỉ nói tôi hay nữa nè. À, mấy người đó làm sao với anh? Hồi đó nó bằng chung của tôi. Anh em đang đất đi bằng chung mấy năm trời ảnh á, gửi xuống nhà tôi chơi nè. Ờ. Trên đường này á. Ừ. Tôi cũng lên tới nhà nó chơi. Ừ. Anh em bạn, nói anh hiểu chưa? Hiểu hiểu. Anh em bạn bằng chung. Ừ. Cũng nghe cũng bức xúc đó ha. Tại vì nó bắt bạn coi mấy bức xúc dưới lắm rồi đó, nó tất cái đâu. Nó không, mày đừng có cãi ra, tôi xuống dưới rồi, tôi cắt đầu vào đó cho mày coi. Ừ. Nói bây giờ tôi chuyển lại cho anh, tôi nói cho anh vậy đó, tôi chuyển lại cho anh vậy đó. Yeah. Thằng mấy thằng trên đồng nai á, nó yeah. Đổ mày nữ cả xuống dưới mày nữ cả đâu nha, đổ tôi quánh rồi đó, mày nữ cho bả miệng hơn cái chuối nữa.
Là tôi không biết nó xuống như thằng đâu mấy. Dạ. Còn... Nó, nó báo em gì á, lại bên đây chị Vinh nữa, không biết nó qua bao nhiêu thằng đâu cũng không biết luôn á. Mấy anh... Tôi này nè. Rồi, mấy anh bên Trà Vinh là làm sao với anh? Hả? Mấy anh bên Trà Vinh là quen sao với anh? Thì cũng bằng chúng tôi á, một chỗ luôn đó. Dạ. Bên này á. Ờ. Hả? Rồi đó, mấy anh nó coi, nó hỏi, mới nó điện cho tôi, chị nói nó mày thấy gì chứ đâu, đụng đồ anh. Tôi hỏi okay, coi là cái vụ bà Mào với ông Vũ phải không? Ừ. Đúng không ạ? Tôi coi từ từ đầu cuối là tôi điện cho mấy thằng nội bên YouTube á. Dạ. Đâu có không có thằng cha nào điện, chỉ là không điện lại thẳng cho tao nữa, rồi không chuyển qua bên bên ông Vũ nữa, người ta đâu có biết nhà đâu tôi đi. Tao biết Bến Tre thì là tao có biết chỗ nào. Dạ. Rồi tôi điện cho thằng bạn tôi với Bến Tre á. Dạ. Thì nó gần nó hỏi nhà nó biết, bạn nó điện cho tôi. Dạ. Đó. Cái trường bảo vệ mình đó, dưới chân đó, dưới cái nhà bà không còn, nó không cho đó. Dạ. Yeah. Không còn, mình nhắm dưới chân á. Dạ. Nó bắt bộ bà khai ra đó. Dạ. Yeah. Nó nói anh vậy đó. Dạ. Yeah. Anh làm sao làm đi, anh kìm cách sao mà thuyết phục cô Tám, chưa cô Tám điện cho tôi ra đây, để tôi cản cho mấy, anh cản cho mấy kia lại. Cái đó anh cản chứ sao, cô Tám điện cho anh, cô Tám cản được. Không, cô Tám nói tôi. Yeah. Anh hiểu không? Dạ. Yeah. À, kia cô Tám nói tôi, ví dụ anh Vũ. Nói tôi rồi lặng tôi nói, chặn mấy nó lại. Dạ. Yeah. Tôi không biết mấy nó không ở đây. Tôi không nên biết mấy nó chặn xuống đấy. Dạ. Yeah. Anh làm sao, cách sao anh trường xuống cô Tám liền. Dạ. Giờ anh đâu lặng? À, ở quê ở Cần Thơ anh ơi. Thì anh Cần Thơ, tôi hồi đó tôi, anh Cần Thơ, tôi anh biết con bé Thanh thằng Vũ không? Ai? Bẩu đồ bố nước đá đó. Không, không gành anh ơi. Ở đó tôi bằng trên thơ với anh á. Có người gian nữa. Dạ. Yeah. Rồi anh nói anh đi, sao anh gần đó anh lên cản. Anh cản nhau mà anh nói cô Tám, cho cô Tám điện nói với tôi dặn tôi nói mấy nó. Dạ. Yeah. Tôi cản mấy nói là được. Dạ. Yeah. Tôi nói tí mấy nó không ấy đâu. Nó biết tính đồ, nó biết cái tính rồi. Dạ. Chừng là tôi đây đây, nó mới đây. Tôi hôm nay nói tụi nó không có xuống đâu. Dạ. Tôi là tôi đi anh chảy tụi nó xuống đó, với bên Vinh nó qua đó. Dạ. Nó thấy tụi nó ngồi xuống nó qua đó. Dạ. Nó nói anh vậy đó. Dạ. Với một cái nó dứt anh xuống, cái thứ hai nữa thì anh xuống gặp mình như bà Mào thôi. Anh đưa anh thâu cái huy âm lại á. Dạ. Đưa cho cô Tám nghe. Dạ. Ha. Dạ. Với đưa cho bà Mào nghe. Dạ, bà Thu Âm. Ha. Tôi âm nói cái gì cho bà Màu nghe với cô Tám nghe anh nói thì đặng em nữa em nói để cho mấy người đó nghe. Thế thứ nhất đó cô Tám tôi gửi lại thăm cô Tám gì với thứ hai thăm bà lão. Rồi. À, chị rồi. Khỏe. Dạ. Rồi cho cô Tám điện lại cho tôi. Rồi. Nói với thị Màu sao? Với bà Màu á, cái thứ nhất bà không ấy á thì ví dụ là cô Tám tôi bắt tôi coi bà theo dõi luật sư, theo cô Tám vô cùng luật sư. Dạ. Ha. Dạ. Là tôi biết tôi nhận thấy ra rồi. Dạ. Thằng Phong quay top á, theo dõi Phong quay top á. Dạ. Với cô Tám với cốt. Dạ. Và bây giờ tôi thấy ra rồi. Coi chừng cái đầu của bà mềm. Tôi đập bà mềm. Tôi cho mấy nó thằng qua đập bà mềm. Dạ. Tôi không lên mấy nó qua đó, mấy chị Vinh qua đó. Dạ. Với thằng mấy dưới bánh xe cứ giật mềm. Dạ. Anh chỉ lại cứ chừng. Thôi nếu bà kêu bà cũng có lời nói bà lại. Nhưng cái hai mà rồi muốn luật sư thì muốn nhận luật sư của cô với cô Tám muốn rồi thay rồi. Dạ. Rồi đó khi chừng bả với thằng thằng trưởng quan ấp nó ăn bỏng vậy á. Dạ. Là nói mới bánh mình nói chung là cái người mà bộ của bả đấy ha. Cái người bộ bả coi chừng mới bánh mình. Dạ. Nó bánh rồi nó vô tù ngồi cũng được, không vô tù ngồi cũng được. Dạ. Nó báo tôi chịu á. Dạ. Thôi mày đi xuống, mày lên tới đó mày điện cho tao, tao xuống liền. Dạ. Nếu mày không lên đó thì tao xuống nhà mày. Dạ. Tao bốn anh em đi lại tới nhà bả. Dạ. Rồi xuống nhà thôi, ông nội ơi. Thôi đổ qua đang bình dịch, tao gửi mẹ mới xuống, chắc tao nữa. Đổ mới vô, mời tới tao nữa mới không ai xả. Dạ. Đổ mới xuống, mời tới tao nữa. Dạ. Không có đỡ đâu, định từ từ đây. Dạ. Mày nó xuống, đổ xuống nhà tôi đó. Dạ. À, đội xuống thêm họ mới thì qua bên bà đó hai đứa xuống như tôi đó, hai đường nữa chọn đó. Dạ. Yeah. Nó báo tôi báo với anh vậy đó. Dạ.
Rồi cái nhất nó nghe nè. Cái máy này á, anh đừng có quay sao anh đây, anh đừng tung ngay ngay bà lão của anh, ngay bà lão của chú Vũ với chú Vũ. Dạ. Thấy không? Dạ. Yeah. Anh đừng quay lên, đừng tung những cái máy này. Anh quay vừa đây, anh tung gì tung tôi không cần biết. Dạ. Yeah. Cái bà lão á với ông chú Vũ á, anh đừng tung lên. Dạ. Yeah. Bắt lên bắt khôi bắt khóc, bắt lên bắt khôi bắt khóc. Dạ. Yeah. Rồi tôi tính số, rồi tôi không biết số, đừng lâu số nữa nè. Dạ. Nó nói anh vậy tôi báo với anh vậy đó, bà bắt lên bà thấy bà khóc qua bà thổi ra. Chứ bà lão của anh là bà thấy tội nghiệp mà mẹ của mà chú Vũ quá rồi bà khóc ha. Nó nói báo với anh vậy đó. Dạ. Bởi vậy bây giờ cái máy tôi bỏ túi không đâu, tôi nhắm cho bà coi nữa, bà đội lấy máy thôi bà nói ngoại coi gì nữa để cho mấy anh không đồng hạng quay lên đây rồi biết tin tức à. Dạ.